Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 25 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Cùng với đó, Văn Yên còn có nhiều cảnh đẹp, núi non kỳ vĩ, nhiều hang động, suối ngàn thác nước, rừng nguyên sinh, những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, Văn Yên đang lưu giữ nhiều sắc màu văn hóa độc đáo đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính những lợi thế này mà Văn Yên đang sở hữu những địa điểm du lịch hấp dẫn, lý thú và mang đậm bản sắc vùng cao Tây Bắc để phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm. Nhiều năm qua, vùng đất Cao Sơn Ngọc Quế nổi tiếng linh thiêng đền Đông Quương ở thôn Bến Đền, xã Đông Quương. Đây là nơi thờ chính mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn trong tục thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Ngoài thờ mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, đền Đông Quương còn thờ thần vệ quốc, các vị thần người bản địa có công trong kháng chiến chống giặc Mông Nguyên như Hà Đặc, Hà Trương, Hà Bổng. Đền Đông Quương là cụm di tích với 4 điểm. Ngoài đền chính còn có miếu cô, miếu cậu và miếu Đức Ông tọa lạc bên hữu ngạn sông Hồng đối diện với ngôi đền chính. Trên mảnh đất linh thiêng này, vào mỗi dịp lễ hội, muôn dân trăm họ từ mọi miền Tổ quốc về đây vãn cảnh, chiêm bái, tỏ lòng thành kính dâng lên mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và các vị thần linh, các anh hùng nghĩa sĩ phù hộ che chở để được ấm no hạnh phúc. Đến nay thì đền Đông Quương luôn được xem là linh tích và là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong hành trình tâm linh du lịch hành hương nhớ về nguồn cội, tìm về đền mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, dâng hương kính mẫu và vãn cảnh đền và cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an trong cuộc sống. Từ trung tâm thị trấn Mậu A qua cầu Mậu A bắc qua sông Hồng theo tuyến đường từ xã An Thịnh đi xã Đại Sơn khoảng 30 km về hướng Tây Nam, vượt qua dốc Ba Khuy, vắt ngang sườn núi, du khách sẽ đến khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, xã Nà Hầu, nơi có 100% đồng bào Mông sinh sống, nằm gọn giữa chốn thâm nghiêm của hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh. Rừng Nà Hầu có bầu không khí trong lành tinh khiết. Nơi đây đang lưu giữ một hệ sinh thái động thực vật phong phú, đa dạng, quý hiếm. Khi đến với khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, du khách còn được đắm mình trong dòng thác nước đẹp, ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh như Bản Tát, thác suối Tiên, hang Rơi và hòa mình trong lễ hội Tết rừng, múa khen, múa gậy tiền của đồng bào Mông cùng những nét đẹp văn hóa dân tộc đặc sắc qua trang phục và nhà ở của dân tộc Mông. Đặc biệt, ở Nà Hầu hiện nay đã xây dựng được điểm du lịch cộng đồng Bản Tát đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình, hội tụ sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc cùng những món ăn dân dã mang đậm bản sắc dân tộc được chế biến bởi bàn tay khéo léo của người Mông bình dị và mến khách. Nhìn được cái bản sắc của đồng bào dân tộc Mông ở trên này rất là tuyệt vời. Họ rất là quý mến du khách đến đây. Có những cái món ăn đậm đà bản sắc riêng của người dân tộc H'mông ở đây. Ở đây thì cái khuôn được cái thiên nhiên ban tặng thì rất là tuyệt vời, còn có cái thác nước thì rất là đẹp. Cách trung tâm huyện 60 km về phía Tây Bắc, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đang là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú đa dạng với quần thể ruộng bậc thang khe táu rộng khoảng gần 50 ha, đỉnh cao nhất so với mặt nước biển khoảng 1.100 m. Trong quần thể có các đồi mâm xôi độc đáo, xen lẫn với đồi hoa mua rất đẹp. Khí hậu nơi đây mát mẻ quanh năm. Vào thời điểm bình minh và hoàng hôn trong ngày, đặc biệt là vào mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang khe táu thực sự là một bức tranh kỳ vĩ và hấp dẫn. Ẩm thực nơi đây cũng đặc trưng với các món gà leo đồi, lợn đen bản địa, măng vầu, lúa nếp nương, ngô, sắn ta, khoai sọ, thảo quả, sa nhân. Lễ hội lồng tồng, múa gậy sinh tiền, múa khen, hát giao duyên, khen lá, múa xòe trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Ngoài khu vực ruộng bậc thang, xã Phong Dụ Thượng còn có khu vực suối nước nóng thuộc thôn Cao Sơn để phục vụ nhu cầu tắm suối khoáng nóng. Thác nước Khe Ban thuộc thôn Bản Lùng, thác nước Khe Mạng thuộc thôn Khe Mạng với dòng nước xanh mát lạnh. Phát triển du lịch, đặc biệt là cái điểm Khe Táu thì có bà con nhân dân khai hoang từ trước đây, từ năm 1999 trở về đây. Bà con tự khai hoang, mở rộng thêm diện tích ruộng bậc thang. Và cũng gắn với đó thì trên địa bàn xã thì đối với du lịch ruộng bậc thang thì còn có cái điểm suối nước nóng ở tại thôn Cao Sơn, và cùng với đó thì có thác Khe Ban và thác Khe Mạng. Nằm trong hành trình khám phá du lịch ngược dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa,
Điểm du lịch Thác Quang Minh thuộc thôn Minh Khai, xã Quang Minh được thiên nhiên ban tặng một phong cảnh kỳ vĩ với thác nước cao hàng trăm mét bắt nguồn từ dãy núi Minh Khai. Đổ xuống tạo ra những tầng bậc thác với dòng nước trong vắt mát lành. Du khách đến với điểm du lịch Thác Quang Minh được thoải mái hòa mình ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hít thở không khí thiên nhiên trong lành của núi xanh hùng vĩ. Không những thế, còn được hòa mình vào những làn điệu múa, điệu hát mang đậm đặc trưng riêng có của đồng bào dân tộc Dao, mộc mạc và thưởng thức các món ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng được chế biến theo đặc trưng văn hóa Dao. Bây giờ thì khách đến thì tổ hợp tác sẽ có đủ điều kiện để đón khách. Và nhà phòng nghỉ thì tổ hợp tác đã bố trí được 20 phòng. Khách mà đến đây thì sẽ được thưởng thức món ẩm thực này với lại văn nghệ văn hóa của người Dao. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 25 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Cùng với đó, Văn Yên còn có nhiều cảnh đẹp, núi non kỳ vĩ, nhiều hang động, suối ngàn, thác nước, rừng nguyên sinh, những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, Văn Yên đang lưu giữ nhiều sắc màu văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mặt khác, Văn Yên đã và đang phát triển các du lịch sinh thái, kết hợp chặt chẽ du lịch tâm linh với du lịch nghỉ dưỡng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo của huyện. Những lợi thế này sẽ tạo điều kiện cho huyện Văn Yên tiếp tục phát triển du lịch để trở thành điểm đến an toàn và hấp dẫn cho du khách.